Em Huyền xin chào quý anh chị. Hôm nay em Huyền sẽ đưa quý anh chị đi đến một cái lô đất tại xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh. Lô đất có tổng diện tích là 1.300m, trong đó là có 100m là thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm nha anh chị. Đặc biệt là có cái mặt giáp suối rất là rộng ạ, lên tới 76,9m luôn ạ. Đây cái lô suối ở phía sau lưng em Huyền đây ạ. Đó, đây là suối Thơm nha anh chị. Bây giờ em sẽ quay lại cái lô đất cho quý anh chị ạ. Phía trước mặt của anh chị chính là cái con đường mà từ ở phía đường chính á, đi vào cái lô đất của mình. Thì ngay cái tại lô đất của mình á, nó cách trường tiểu học Khánh Đông nè, với lại khu dân cư rất là gần nha anh chị. Đó là ở phía trước này chính là cái con đường mà đi vào lô đất. Thì ở phía ngoài xa xa kia anh chị ạ, là đường bê tông. Thì nó có khoảng là 100m đó là đường đất đi vào cái lô đất của mình. Là bắt đầu từ cái điểm mà bê tông đó là ngay cái ngôi nhà luôn á anh chị. Ngay cái đường ranh của ngôi nhà á, là đường đất. Thì đường hiện trạng này á, là tầm 4m ô tô vô tới tận nơi được luôn nha anh chị. Còn phía trước này chính là cái lô đất của mình nè. Đó. Đây ạ. Phía trước này chính là lô đất của mình. Thì hiện trạng lô đất của mình ấy là đang là trồng keo. Keo này thì chỉ mới khoảng tầm 1 năm thôi nha anh chị. Đó, thì cái hiện trạng của cái lô, cái con đường của cái lô đất này anh chị, là từ cái trụ bên này nè. Đó, trụ này qua bên tới trụ này chính là cái con đường của cái lô đất, và đâm thẳng luôn chính là cái lô đất của mình. Đây, em Hiền sẽ đi tới cái lô đất đây ạ. Đó, ngay cái chỗ mà cái phần giăng dây màu xanh đó anh chị, là cái phần lô đất của mình. Thì phía trước ở phía ngoài này nè, cái mặt tiền á, mặt tiền đường á, là từ cái trụ này nè anh chị. Đó, kéo qua đây là qua cái trụ này, chính là cái mặt tiền đường của cái lô đất, và cũng là cái con đường đi thẳng vào cái lô đất của mình luôn. Thì hiện trạng lô đất á, là có 100m á, là thổ cư, còn lại á, là đất cây lâu năm. Thì cái lô đất của mình nó hơi chài xuống nha anh chị. Đó, như anh chị thấy nè, là nó hơi chài xuống. Rồi em Hiền sẽ đi qua cái hướng bên này để cho anh chị xem một cách chi tiết hơn ạ. Nó nằm ở trong cái khu dân cư hiện hữu luôn ạ. Ở đây thì mình có thể dùng làm homestay hoặc là nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời luôn. Đứng ở như thế này thì anh chị có thể nhìn thấy, hình dung ra cái lô đất của mình nè, là từ cái trên này nè anh chị. Đó, mình sẽ lài xuống đây, lài xuống theo cái đường ranh giới, là có cái móc ở đây nữa. Đó, là cái lô đất của mình nó sẽ chài xuống như vậy đó anh chị ạ. Nên bây giờ là em thì sẽ đi xuống dưới nè. Ui. Đây ạ, đây ở dưới này chính là cái phần giáp suối nè anh chị. Đó, thì cái lô đất của mình ấy là sẽ giáp từ cái đường này nè anh chị. Đó, cái trụ này là kéo dài lên qua khỏi cái điểm kia luôn. Kéo dài lên trên phía trên đó thì khoảng là 76,9m anh chị. Nước ở đây rất là trong nè. Ở đây á, là được có một cái lô đất của mình ấy là nó có luôn cả cái phần chài như thế này nè anh chị. Đó, phần chài như thế này nè, thì có thể mình để mình sử dụng về mình tắm nè, mình chơi ở đây rất là tuyệt vời luôn. Giờ em Huyền đi lên trên cái lô đất để mà nhìn xuống cái lô suối cho anh chị xem nha. Ở đây là suối đá cho nên là cái nước của chảy rất là đẹp luôn anh chị. Đó, đây là ở trong cái khuôn viên của cái lô đất này anh chị. Khuôn viên ở trong lô đất của mình thì vẫn cũng có đá luôn anh chị. Rồi, đây anh chị có thể nhìn thấy nè. Đó, cái phần suối nè, rất là đẹp ạ. Thì trên đây là những thông tin về lô đất mà em Huyền muốn giới thiệu đến quý anh chị. Thì em Huyền sẽ sơ lược lại cái thông tin của mình, là lô đất của mình nó có tổng diện tích là 1.300m, có 100m là thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm, có cái mặt giáp suối là 76,9m và nằm ở trong khu dân cư hiện hữu luôn anh chị. Hiện tại thì giá chủ đang muốn bán là 1.2 tỷ nha anh chị. Đó, giá bán cho toàn bộ lô đất là 1.2 tỷ ạ. Đó, thì nếu như mà quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này của em Huyền á, thì xin hãy gọi điện thoại cho em Huyền, số điện thoại là 0901 186 179. Em Huyền sẽ gửi thông tin về vị trí và hình ảnh của lô đất cho quý anh chị xem một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái video này của em Huyền ạ.